Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể các bạn tham gia diễn đàn. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn tham gia diễn đàn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi diễn đàn trẻ em huyện Vĩnh Tường năm 2023 thành công rực rỡ. Và sau đây là màn chào hỏi của các bạn thiếu nhi đến từ xã Vĩnh Thịnh. Không xưng danh thì ai biết là ai? Vậy thì xin có đôi lời chào buổi gặp mặt để rồi cùng nhau làm quen trong buổi ban đầu, kết giao tình bạn dài lâu xung vầy. Tình miền quê Vĩnh Thịnh thân yêu, xin gửi lời chào đến toàn thể các bạn học sinh thân mến, mang lòng say mê và nhiệt huyết của chúng mình đến đây, cùng các bạn xây dựng một diễn đàn mới. Chúng ta cùng nắm tay nhau đi tới, niềm vui chung nhân ái chan hòa. Nào chúng mình cùng cất lên tiếng hát lời ca, để phiên gặp mặt hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời. Và sau đây cho phép chúng mình có đôi lời giới thiệu để các bạn gần xa được biết về quê hương Vĩnh Thịnh của chúng mình. Quê hương Vĩnh Thịnh ven sông, phù sa tươi tốt, ruộng đồng phì nhiêu, sông Hồng sớm sớm chiều chiều, cửa làng gió mát cánh diều bay lên, lúa ngô xanh tốt khắp miền, tay bà tay mịn dịu hiền chăm lo, cỏ voi nuôi lớn đàn bò trong vườn bạc trắng ấm no. Làm quê rộng rãi tiếng cười, hoa tươi thơm mát gọi mời khách thăm. Về đây vào dịp mùa xuân, ta cùng rước kiệu hát xoan vui vầy. Ôn đảo, ôm bát cao dày, quan nông trường ngớt sớm ngày khang trang. Trên vai đỏ thắm khăn quàng, chúng mình đi học hân hoan trong lòng. Trường mình về với bến sông, nhà cao, phòng đẹp, cây trồng tốt tươi. Học sinh thân thiện yêu đời, trăng ngoan rèn luyện sáng ngời huyện ta. Đôi lời năm học vừa qua, chúng mình đạt được nhiều hoa điểm 10, cuộc thi huyện tỉnh năm rồi có trên trăm giải, rất nhiều người khen. 60 bạn đã ghi tên, học sinh giỏi huyện tiến lên tốt đầu, 7 bạn quyết chí cùng nhau nhận về giải huyện thần ngầu bạn ơi. Trường mình đạt chuẩn lâu rồi, bằng khen thủ tướng tự hào mấy nay, thầy cô vất vả hàng ngày, luôn luôn nhiệt huyết dựng xây lớp trường. Bạn bè sống giữa yêu thương, tránh xa bạo lực học đường hiểm nguy, khó khăn chẳng có ngại gì, giúp nhau tiến bộ ai thì cũng vui. Sơ qua một chút vậy thôi, kính mong các bạn một ngày ghé thăm quê hương Vĩnh Thịnh yên bình, sẵn sàng đón bạn kết tình thâm giao. Đây lời chào, lời thưa, lời gửi tới toàn thể diễn đàn hôm nay. Chúng mình mong sẽ có một ngày được nắm tay các bạn gần xa, cùng giao ước trên quê hương Vĩnh Thịnh, để thấy được cảnh quê mình tươi đẹp, để thấy được người quê mình thân thiện, một miền quê đã sống trong đời. Xin mời, xin mời và xin mời. Trân trọng cảm ơn ban tổ chức và toàn thể diễn đàn. Khấu để thưởng thức tiết mục tiểu phẩm đồng cảm đến từ các bạn trường xã Vĩnh Thịnh. Xin một tràng pháo tay. Chết. Này, đừng có lấy nó chủ lên tàu bê đấy.
Kệ nó đi, nó có thể tập tẩy, làm gì nha trò. Cậu đừng có mà khinh nó có tài đấy, nó phải giỏi nhất nhì trong trường đấy. Sao nó vẽ đẹp của tiểu thư đây được, nó xét xét cho tớ không xuống. Cậu đừng có mà điêu, phải giỏi như cậu mà chẳng bao giờ được chọn đi thi. Cậu đừng có mà khinh tớ, tớ sẽ cho cậu thấy. Này, Hoàng Què, cậu đang làm gì đấy? Tớ đang vẽ ước mơ của mình. Cậu mong tớ ước mơ á? Ước mơ cho gì? Thôi, để tớ dạy cho cậu vài chiêu nhá. Ước mơ của em, ước mơ của em. Này các cậu ơi, ra mà xem bức tranh của đàng hoàng này. Đó, tranh của tớ đây. Chả này. Vương, cậu làm gì đấy? Làm gì kệ tớ? Cậu có khoát lắm, cậu xin lỗi bạn ấy đi. Thì làm sao nào? Ai bảo lúc nào nó cũng được mọi người ưu tiên, nhường nhịn, lợi dụng cái khuyết tật để được miễn cái này, giảm cái kia, cùng nào xin như nhau mà lại. Cậu có quát lắm, mau xin lỗi bạn ấy đi. À, cậu với nào ngoài đấy à? Không phê phán gì cả, tớ thấy cậu phân biệt đối xử như vậy là không phải, nên tớ mới nói. Đúng rồi đấy, tớ đứng ở ngay đây, nghe và hiểu hết. Phương, cậu ấy xin lỗi bạn Hoàng đi, đừng để bạn ấy buồn nữa. Nhưng Minh này, Đạt này, các cậu vẫn chưa chịu xin lỗi bạn Hoàng sao? Chúng mình là bạn bè học chung lớp với nhau cơ mà. Với lại, chúng mình cũng đang được học về quyền trẻ em. Dù bạn ấy bị khuyết tật, nhưng bạn ấy cũng được hưởng mọi quyền lợi như chúng ta mà. Cũng được học hành, vui chơi, giải trí. Các cậu không nên so đo với bạn ấy. Các bạn ơi, ở gợi ý này, mình đề nghị bạn Hoàng tham gia diễn đàn trẻ em lần này cùng với chúng mình được không các bạn? Thế, tớ được tham gia không? Cậu cũng đòi tham gia cơ. Cậu như con hổ ấy, ăn nói thì hoa mắt, ai mà nghe được cơ chứ. Thế cậu có làm được không? Tớ tin bất cứ những việc gì mà các cậu ra thì tớ sẽ làm được mà. Còn cái việc hoa mắt kia tớ hứa tớ sẽ sửa. Hoàng ơi, cho chúng tớ xin lỗi nhá. Mình tin các bạn. Hoàng ơi, bạn có tham gia diễn đàn với chúng mình không? Mình cũng được tham gia cơ. Bạn vào quê mà. À, tớ thích quá, để tớ mới hỏi ý kiến của bà đã. Thôi, muộn rồi, chúng mình đi về thôi. Hoàng ơi, chúng tớ đợi tin từ cậu đấy. Các bạn đã phải viết bằng
kiểm điểm và xin lỗi bạn Hoàng rồi ạ. Ừ, các cháu làm vậy là rất đúng, bà cảm ơn các cháu nhiều. Bà ơi, theo luật trẻ em năm 2016 thì trẻ em chúng cháu có 25 quyền, trong đó có điều thứ 16 là trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động của xã hội. Trẻ em được quyền giáo dục, học tập, phát triển tài năng, năng khiếu. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội, học tập, phát triển tài năng, năng khiếu. Trong đó còn có điều thứ 17, trẻ em được quyền vui chơi giải trí, được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch phù hợp với lớn tuổi. Tham gia diễn đàn trẻ em cũng là một sân chơi bổ ích đấy bà ạ. Trẻ khuyết tật hưởng đầy đủ quyền trẻ em và người khuyết tật theo pháp luật, được chăm sóc, bảo vệ, đặc biệt là phục hồi chức năng, khả năng tự lực và hòa nhập với xã hội. Các cháu của bà giỏi quá. Đấy là những điều mà thầy cô đã dạy cho cháu đấy bà. Thế còn Hoàng, liệu cháu có cố gắng được không? Bà, được bà, có các bạn cùng làm vào giúp đỡ thôi mà. Bà yên tâm, bà cho Hoàng tham gia cùng chúng cháu nhé. Ừ, Hoàng có những người bạn tốt như các cháu là bà yên tâm lắm rồi. Thế bây giờ các cháu đi, đi. Chúc các cháu thành công nhé. Chúc cháu